Xin chào tất cả các bạn đang xem và theo dõi kênh youtube Vườn Nhà Bon Hôm nay mình đi phun hãm lại cái đào tán thông nhà mình này Phun tiếp lần này lần thứ ba đấy Hai cái lần trước là mình phun thử cái thuốc mới mình chia sẻ ở cái video trước đấy Thì nó không có tác dụng mấy Mình thấy nó vẫn nao ngọn rất là khỏe cái chỗ này nhà mình cái răm của nó dài rồi Mình cần nó đứng ngay Thì hôm nay mình đổi sang cái thuốc mới Cái hoạt chất nó cũng là cái hoạt chất phác lo ấy Nhưng mà cái nồng độ của nó là 20% Còn cái phác lo mà mình hay phun là cái Sài Gòn B1 ấy thì là nó có 15% là phác lo thôi Còn đâu nó là phụ da còn như hôm nay mình đổi sang cái 20% để uh, tăng liều nó lên. Đấy thì uh, cái 20, 20 này này, cái phác lo 20% ấy thì mình uh, cũng chỉ phun là 1 kg một cân đấy. À cái uh, 20% đấy cho bình uh, 200 lít, một phi 200 lít đấy. cái tí nữa mình uh, ra cái chỗ mình uh, pha thuốc vì đây như để mình quay lại cái camera đằng sau để xem cái răm này của nhà mình nó đang bị dài quá. Vì lần trước mình phun thử cái thuốc hãm kia nhưng mà nó không đứng được mấy. Nó có đứng nhưng mà nó đứng ít. Khả năng nếu mà sang năm mà phun là mình phải phun từ sớm. Mình cho nó xuống từ từ sớm thì tăng cái lần phun lên. Thì cái thuốc mới kia ấy thì là nó không tồn dư nhiều ở trong đất thì nó không ảnh hưởng đến cái vụ sau mình trồng lại đây để mình quay lại cái camera đây cái cây đào thông này nhà mình thì cái răm nó rất là dài rồi để mình cần kiểu hãm nó đứng ngay ấy đứng im như luôn ấy hoặc là nó chỉ nho lên một ít thôi thì là vừa như này cũng không phải là vừa lắm đâu Vì nó cũng hơi bị dài quá Để Mình đo cái răm Dài dài ở đây xem nó bao nhiêu sen Để Từ cái nửa phạt trước này Mình đo xem bao nhiêu găng tay Một Hai Ba Bốn Hơn bốn găng tay của mình Cái găng tay của mình thì nó được gần 20 sen thôi Đấy. Nó rất là dài rồi Thì à, à, Mình sợ nó dài quá ấy, Thì mình đổi sang cái à, Thuốc à, phác lo Hoạt chất phác lo 20% Đây là những cái răm lần trước mình đi bấu này Đấy thì à, có rất nhiều bạn hỏi mình Là bao nhiêu Cái độ dài của răm bao nhiêu ấy Thì mình phun à, hãm thì chắc các bạn có thể là chưa xem hết những cái video của mình ấy thì mình có chia sẻ ở rất là nhiều những cái video à, cái độ dài của răm này này là nó do nó 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 tùy thuộc vào cái dáng cây rồi cái thế của cây ấy, và cái độ dài mong muốn của mình. Người người mình mình trồng ấy là bao nhiêu thì mình phun non đi một tí có thể là nho ra được là 5 phân 5 sen ấy hoặc là 10 sen thì mình phun mình trừ hao đi. Đấy là cái độ dài để mình phun hãm ấy. Còn nếu mà như cái răm này nhà mình thì đấy ta bốn cái găng tay của mình, bốn cái găng tay của mình những cái răm nó dài gần như là dài nhất đấy. Thì là nó rất là dài rồi. Nó tùy thuộc nhé Cái này nó tùy thuộc người làm rồi dáng cây thế cây. Nó không uh, cố định là bao nhiêu sen thì mình phun Đấy như mình chia sẻ ở những cái video trước ấy, cái Cái răm đào mini nhà mình ấy Nó rất là ngắn, mình đã phun rồi Vì cái cây mini ấy, Thì uh, cái răm nó phải ngắn Ngắn thì nó mới đẹp Chứ mình mà để dài như cái răm đào thông này Thì nó lại uh, không được đẹp Đấy những cái lần trước mình bấu ngọn này đây mình phun là chắc đợt này nó nắng ấy. Nắng như này thì chắc chỉ độ 3 lần phun thôi. 3 lần phun là cây nó gần như nó dừng hẳn nếu mà không gặp mưa. Nếu mà gặp mưa thì có thể là nó sẽ ngoi được lên thêm. Đây để mình đi ra cái chỗ mình phá thuốc. Cái mảnh này nhà mình là mảnh nhỏ thôi. Vườn nhỏ ấy Chắc chỉ độ mấy trăm cây chỗ này Hơn trăm cây Vườn này hơn trăm cây Không được mấy trăm cây Nó thẹo thẹo Đầu bằng kia nó thẹo Lần trước mình phun cái thuốc hãm kia Nhưng mà cái nó tác dụng nó chậm ấy nó có tác dụng đấy Nhưng mà nó chậm Chậm thì mình phun cái tầm này Thì Cái răm của mình nó như thế Là nó bị hơi muộn Không đứng được Là mình phải Cần Dập tắt nó ngay Không cho nó nữa Đấy Cái thuốc hãm nhà mình này này Toba Toba Jun Toba zoom đấy Cái thuốc hãm này này Là cái tỷ lệ của nó 20% thì nó sẽ có những màu so với cái Sài Gòn B1 nhé Cái này mình đã bóc ra rồi so với cái Sài Gòn B1 thì cái thuốc hãm này này là nó sẽ có màu nó trắng hơn và cái độ hòa tan của cái này nó tốt hơn cái Sài Gòn B1 đấy là mình lần trước mình pha cái túi này rồi mình cũng đánh thử rồi nhưng mà cái túi của nó là túi một lạng cơ còn cái này là túi một cân đấy nó ghi phác lo này 20% phụ da đấy cái sài gòn b 1 cả cái Toba ba zoom này nó chỉ khác nhau cái phụ da đấy còn đâu cái hoạt chất nó vẫn là phác lo thì tất cả các hoạt chất là phác lo như đấy thì nó sẽ ảnh hưởng nó gọi là tồn dư ở trong đất nâu ấy thì nó ảnh hưởng đến vụ sau thôi nhưng mà nó phải lượng nhiều chứ nếu mà lượng ít là mình cũng không nhận ra được cái điều đấy còn như cái thuốc lần trước mình thử ấy thì là cái đấy thì theo cái nhà sản xuất thì họ nói là nó tồn dư ở trong đất nó không dài ngày quá thì là nó đỡ hại, đỡ hại cho cái nửa sau thôi, vì cái lượng thuốc nó tồn dư ở trong đất nó không không được lâu. Còn cái này là nó tồn dư trong đất nó lâu. Thì đấy là do nhà sản xuất họ khuyến cáo như vậy thôi. Hôm nay mình phun thêm cái cái lấm nữa mình không trộn cái man nữa mà mình chuyển sang cái xe co xe co này nó cũng trị lấm rất là tốt của hãng Sigenta đấy cái hãng Sigenta của thụy sĩ nó có những cái dòng trị nấm rất là tốt thì tí nữa mình sẽ pha là mình cho này vào trước để cho này vào trước xong rồi mình cho cái lấm sau thì cái cái này nó không cứ đâu mình cho cái nào trước vào cũng được không 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 ảnh hưởng gì cả đây là cái xe phun thuốc nhà mình để tí mình cho vào đây Xong cái này nó có cái khoáng này mình có một cái đường hồi mình khoáng đây đấy đường hồi còn đây là cái đường 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 van áp van áp hồi còn cái đường hồi này là nó vẫn là cái vòi áp nhá xong rồi nó có cái khoáng thuốc ở trong ấy nó khoáng rất là đều ở trong nó có cái cánh quạt nó quay đây đây là cái xe phun thuốc nhà mình nhé. Cái này à, nếu mà các bạn à, làm à, nhiều vườn cần chạy vườn ấy thì làm cái này rất là tiện. Nó có thể di động à, rất là nhanh và cơ bản là nó không bị à, mất cắp. Đấy ở video trước à, mình cũng chia sẻ rồi. Thôi mình à, cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Chúc các bạn có những cây đào thật là đẹp để đón Tết. Hôm nay rất là nắng. Nắng như này thì phun cái thì mình nhìn thấy cây nó đứng ngay.